Hiện nay, giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều địa chỉ đó là chứng tích của một thời bom đạn như Phở Bình, bia lưu niệm tại Đại sứ quán Mỹ, quán cơm Đại Hàn. Đằng sau mỗi địa chỉ lại là một câu chuyện khác nhau. Tất cả đều nói về một hành trình giành lại độc lập tự do đầy gian khổ của quân dân ta trong những ngày kháng chiến chống đế quốc Mỹ và ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn. Nơi đầu tiên chúng tôi tìm đến là quán Nhan Hương. Theo các tài liệu được lưu lại tại đây, quán Nhan Hương là sở chỉ huy của lực lượng đoàn biệt động quân khu Sài Gòn, gia định cấp lữ đoàn, hay còn gọi là F-100. Người phụ trách lực lượng là Đại tá Nguyễn Đức Hùng, tức ông Tư Chu. Hai nhiệm vụ chính của lực lượng F-100 là đánh mạnh vào, đánh tiêu diệt nhiều sinh lực địch, tập trung chủ yếu vào thằng Mỹ. Thứ hai, mà nhiệm vụ này mới quan trọng là chuẩn bị cho thời cơ chiến lược. Địa chỉ đó này nằm giữa Thảo Cầm Viên, vị trí trung tâm của Sài Gòn sát gần với các cơ quan đầu não của quân ngụy. Nơi đây đã được Nguyễn Văn Tửng, sinh năm 1913, quê Trà Vinh, thầu khoáng và do bà Diệp, vợ ông Tửng, nắm giữ kinh tế. Hàng ngày quán vẫn hoạt động buôn bán bình thường, phục vụ rất đông người dân Sài Gòn và quân ngụy lúc bấy giờ. Một phần kinh tế được chuyển về quân khu, phần còn lại để quán duy trì hoạt động. Em được nhận lệnh là em đến đây để thông tin, thì em ăn em uống đó, thì em ăn em uống thì em sẽ nói cái ký hiệu của em đó cho cái người phục vụ sẽ báo cho ông Nguyễn Văn Tửng đó, cho báo cho ông Nguyễn Văn Tửng, thì ông Nguyễn Văn Tửng sẽ cử cái người ra và hỏi em, ví dụ là em ăn gì, em uống gì. Ví dụ là cho một ly cà phê đá không đường hay là đắng hay là cái gì đó, cái đó là cái ký hiệu đó, thì cái người đó sẽ trả lời đó. Là chút xíu thì sau khi đem cái cà phê hay là thức ăn gì mà đúng theo cái biệt danh á, thì sẽ nhận được một cái tờ giấy, chứ không có nói chuyện. Đó là phương án, cái tờ giấy đó là cái tờ giấy phương án để mà đi đánh. Chỉ biết là nơi đây là để nhận thôi, chứ không biết ở nơi đây là nơi đầu não. Là cái người cán bộ đó là không biết ở nơi đây là đầu não. Tôi hoạt động như vậy đó là xuyên suốt từ năm 65 cho đến năm 69 thì tôi biết. Cứ một tuần lễ có nhiều khi đến 2-3 lần. Rồi có nhiều khi tuần lễ đến liên tục khi nào cần. Còn khi nào không cần thì một tuần hay hoặc một tháng mình đến 2-3 lần đó, để đưa những tin tức và những cái mà mình thấy được, nghe được mình báo là vô đây rồi đó. Tôi chỉ vô đây là báo là chỉ đưa thôi, chứ còn có quán nhận cái người nhận và mình không biết người nào nhận. Sau một thời gian dài nung nấu và tìm hiểu, các cán bộ quán Nhan Hương dần tiến đến bước cuối của kế hoạch X, tiến tới cuộc nổi dậy tấn công vào các cơ quan đầu não địch, cùng quân giải phóng đánh gọng kim vào Sài Gòn. Từ địa chỉ đó này, thông tin bắt đầu được chuyển tới lực lượng biệt động thành. Trong cuộc nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, quán Nhan Hương trở thành nơi chỉ huy quan trọng cho các trận đánh vào Dinh Độc Lập, Đài Phát Thanh Sài Gòn, Bộ Tổng Tham mưu, Đại sứ quán Mỹ, làm lung lay chế độ ngụy quyền Sài Gòn. Thì sau 5 tháng mà hòa bình lập lại thì ở nơi đây mình vẫn mua bán bình thường, coi như tại vì cái cuộc sống mà nó gắn bó rồi, nó không có thay đổi được nữa. Thành thử nói chung ra là các chú các bác cũng chiếu cố, coi như giống là gọi là ưu đãi cho những người có công, thì vẫn để cho gia đình tiếp tục mua bán và sinh sống bình thường. Nhưng con cái là rồi sau này bắt đầu mới thành lập là cái câu lạc bộ kháng chiến của lực lượng biệt động Sài Gòn á, thì đôi khi mình bán mình lại có lời đó, mình sẽ hỗ trợ cho cái câu lạc bộ đó. Cho đến khi hòa bình lập lại, quán Nhan Hương vẫn tiếp tục duy trì buôn bán, và đến những năm 2000, quán mới được nâng cấp và tu sửa thành di tích lịch sử của thành phố. Hiện nay, một số đoàn khách vẫn tiếp tục ghé thăm nơi đây. Ông Mười Thân và anh Phùng sẽ đi giới thiệu và thuyết minh những câu chuyện lịch sử tại quán cho khách.
Tuy nhiên, đây chỉ là nơi xử lý giấy tờ. Sổ sách vậy còn vũ khí đã được vận chuyển và cất giấu trong lòng địch ra sao? Mời quý độc giả tìm hiểu ở kỳ tiếp theo của Dấu Chân Người Biệt Động mang tên Đào Hầm Trong Nhà Giấu 3 Tấn Vũ Khí.